cả các bạn và chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với Nay Kid. Hôm nay thì Nhi có mời một chị rất là đặc biệt, đó là chị Chanh. Bà không cho nói cái từ sau. Và hôm nay em mời chị Chanh đến đây để thực hiện chung với em một cái video, đó là làm slam. Rồi, không có đó chị biết rồi. Dạ, chị muốn tới đây á, chị tặng quà cho em. Em nói vậy vậy này nè. Chị tặng quà. Chị có quà tặng cho em thì chị tên gì chị tặng cái đó thôi em. Thì cái đó là lòng thành luôn hả chị? Lòng thành luôn á. Lấy hồi nếu như em cảm thấy thương chị thì em hay ăn nó đi. Trời, chị tốt ghê vậy. Thôi cái này quà làm quen á, tôi không xài nổi. Ủa mà hôm nay em mời chị qua đây làm cái gì vậy? Chị có biết cái gì về slam không? Xin lỗi em à, ba đồ quỷ này, cái này là gì vậy? À, tôi ngồi ba nói gì được không á. Cái này là một cái đồ chơi của con nít. Có thể là không phù hợp với chị cho lắm, nhưng mà tại vì hôm nay em mời chị qua đây làm chung với em, cho nên đây, em sẽ giới thiệu chị đây là cái dung dịch làm đông á. Để làm cho cái này nó cứng lại, trở thành một cục xì lan. Cái cục hồi nãy mà chị làm bị dính tay á, là nó đó. Nhưng mà hôm nay em mua cái màu này tại em thích màu này. Còn đây là mấy cái đồ trang trí của nó. Khi mà chị làm xong thì chị bỏ vô cho lấp lánh á. À mấy này hả? Là sao em nói lại ơi? Cái này là đồ trang trí luôn á chị. Chị làm xong cái chị để nó lên cho nó phù hợp, cho nó đẹp thôi. Kim tuyến. Ủa mà lỡ gì để lên nó không đẹp thì sao em? Để lên nó không đẹp thì chắc là lỗi do người làm đó chị. À lỗi do người làm đó. Rồi bây giờ chơi đi. Tụi mình sẽ bắt đầu làm. Đúng rồi, là chị đúng là chị lớn thiệt rồi mà chị không có biết là mấy cái này em ơi. Là em chỉ cái này thì nó dễ lắm chị. Chị chỉ cần đổ cái này vô, sau đó chị đổ chút xíu cái này vô, chị quậy lên nó sẽ ra cái cục đó. Có nghĩa là mình cho nửa chai này với lại mình dầu em ăn một chút xíu là dầu. Còn cái gì mà hợp lý vậy bà nội? Bà cho vô một lượng vừa đủ cái cục tinh lớn vậy nè. Và sau đó bà cho chỉ cần 1/3 của cái phần bên đây thôi. Cho khoảng chừng một muỗng nhỏ thôi. Là nó tự đông lại, chứ bà cho hết cái này nó thành cái cục gì luôn rồi đó. Thôi khó quá, mình cho hoài đi. Bây giờ thì chị đổ vô đi, chị muốn làm cái cục lớn thì chị đổ nhiều. Chị đổ hết chai, đổ hết chai. Chị lớn tuổi rồi chị làm cục nhiêu đây. Mà cục đây được không? Cái hành động gì vậy bà nội? Cục ở đây chơi được rồi, chơi chi cục bự bự rồi. Chứ sao lớn rồi sợ mấy cái bự. Trời ơi. Ngài. Rồi vậy ha. Rồi sau này sau thì chị cho cái này. Cái này nó có mùi công phô không em? Mỗi một chai nó có một mùi hả chị, mà cái mùi của chai này nó lạ. Nó lạ quá. Không, đó là mùi công phô. Rồi chị cho. Nó sợ rồi thiệt luôn trời. Chị cho chút xíu này vô thôi, khoảng một muỗng thôi. Một muỗng thôi. Hai cho muỗng. Trời, sao hộp lý gì vậy? Trời ơi. Okay. Muỗng này đúng không? Dạ. Rồi chị khuấy lên khi nào mà nó đông cục lại. Ôi ba. Ôi sợ quá nè. À mấy đồ quỷ nữa trời. Ồ ba đồ quỷ này. Trời. Để tôi coi bà làm sao. Để tôi coi bà làm sao. Nó cứ thơm thơm nhỉ. Cái mùi nó khi mà mình tạo, khi mà mình làm xong á. À thì nó sệt giống như là sệt giống như là bà chấm là không biết tại vì trong đầu chưa hình dung được cái là ơn là cái gì, nhưng mà giống như là cái là rồi đó. Nhưng mà mình chị cảm thấy là... mà nó không đặt đó thì chị cho thêm cái này, nhưng mà mỗi lần cho thì cho chút xíu thôi. Cho chút xíu là cho thì nói chung là cho chút xíu thôi á, dài giọt thôi đó. Trời, bả có nhiều câu hỏi mà không thể là mình trả lời được luôn á. Trời ơi sợ vậy thiệt. Ý đây bây giờ là hồi nãy là mình cho rất là ít thì nó sẽ còn nhão nhẹ 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 nhẹ, thì bây giờ mình cho thêm một miếng vô thì nó như vậy, nó sắp thành cục cứt mũi huyền thoại. Ôi trời ôi ước chị này xanh lá luôn em. Em thích cái màu này, em thấy cái màu này chị dễ tưởng tượng hơn. Chị thích như vậy sau này nó cứ hỏi chị phấy lên là nó không đặt á em. Chị cho ít cái này quá. Cho ít đúng không? Cho chưa hết chưa. Không, nó sẽ thành một cái lỡ nữa đó chị. À, kiểu giống như mình cho ít vừa phải thôi. Tại vì nếu như mình cho nhiều quá thì mình thì nó sẽ bị nguyên một cục đặc cực kỳ cục kẹo. Nên mình nó đặt một cái ghê gớm lắm kìa. Thì mình thà như vậy đi. Mình cho từng chiếc xíu. Đây sắp được rồi nè. Không, của em thì còn mũi lắm. Của em, của chị thì chị sẽ làm trước em, nếu như đứa nào thua thì ăn chanh nha. Ok, chơi luôn. Để tôi coi. Ok. Sao cái nướng này bên nó đặc ghê chứ trời. Dạ.
nó còn dính. Em ăn chanh quá. Cái cục này mà chị làm cứng nhanh nhưng mà chị chơi không được thì nó cũng vậy thôi. Ủa chị đâu nói là chơi đùa em không được đâu. Ủa mà bất chấp vậy luôn á. Chị lớn chị đâu chơi này đâu. Có em chơi đùa em là em chơi đùa chị đâu cần làm chơi chỉ cần làm vậy thôi em hiểu không? Hiểu không? Hiểu không? Hiểu không? Đó. Dạ. Đó hết không? Đây là cái đùa từ tôi nhé. Mình là một người không biết làm Slam cho lắm. Ừ. Rồi. Nếu như mà gãy mũn thì đừng bắt em đền nha. Không được, ổng không bắt đền. Ok, thì bây giờ là nói ra một cục cứng như vậy nè. Nhưng mà nó chưa có thành luôn á. À, nhưng mà nó vẫn còn dính tay đúng không? Quậy tiếp. Anh kêu tiếp, mình quậy tiếp các bạn. Không biết gì hết. Anh kêu quậy tiếp thì mình quậy tiếp. Cái này nó giống như là cái thiệt luôn á. Cho bà tranh linh hình cũng giống như giật mặt vậy. Trời ơi. Cái này mà anh hỏi cái gì quên. Thôi dẹp luôn đi. Ôi coi coi còn phải đổ nữa không? Không, không cần đổ nữa, cục chị quá cứng rồi. Cái này mà làm nhiều người ta làm bằng máy không mà. Tại làm chơi mấy tự ngồi khuấy chứ ngồi khuấy mỏi tay quá. Trời ơi. Nè em thấy không? Đó, bây giờ là chị. Đó. Nó vậy luôn. Bây giờ là phải cho nó kiểu chết bà cho nhiều quá rồi. Đó. Cái này nó giống như là một cái động tác của bà nhìn nó mắc cười quá. Cái này dính giò dính tùm lum tà la rồi. Mình làm theo kiểu Pháp các bạn. Kiểu này thì bảo đảm không bao giờ dính tay đâu. Đó. Đó. Giống như mấy cái ông mà ngậm bồn quá. Đứng thật. Tuổi là đã chơi rồi. Một cái chiếc máy là có này luôn á. Đó. Không tin luôn á. Tuổi gì? Tuổi gì? Đó. Thấy không? Ghê vậy quá. Đó. Bây giờ là từ lưu hồn me rồi. Chị bắp. Tuổi gì với chị? Trời ơi, tôi không ngờ tôi nhục mặt vậy luôn á trời. Xin lỗi, chị nhục lâu rồi. Ai sẽ là người ăn chanh đây mấy bạn? Còn ai nữa đây? Chính là một cục slim rất là hoàn hảo. Đó, này, mấy bạn có thể chơi cái trò này giống như mình thường chơi á. Mình chán không có gì, mình về nó mới là chọt lum la hết đó. Chán quá, làm gì rảnh gõ chơi ba đồ khùng. Trời, tôi chưa làm được cái gì luôn á. Để ăn chanh đi. Ăn chanh đúng không mấy bạn? Đây là chị xong rồi đó. Đó, chị là có một sản phẩm. Đó chính là slim, rất là dễ làm. Thôi kệ đi, cái này là em nhường chị thôi. Tại nhường thôi. Vậy hả? Chị cũng nhường em nãy giờ luôn á. Chị cố gắng chị làm lâu ớ, lâu nhưng mà. Chị phải một câu nói mà chị đừng xịt keo vô mặt em á là chị ăn ngon luôn. Chị phải bắt buộc phải làm cho em bị xịt keo chị mới chịu. Ủa mà rồi. Chị làm cái đơ luôn á, chị đơ. Chị hiểu rồi, ông ta càng lớn mà em thì mình phải chịu nhục vài lần mình mới lớn nổi đúng không? Ừ, đúng rồi, một like cho em. Thôi bây giờ thì mọi người cũng đã biết kết quả là ai sẽ là người ăn chanh rồi đúng không? Ok, thì ăn nửa ký. Ăn nửa ký nói là ăn á. Hình như cái ông cứ là cái ăn chanh thầy. Ok, thì bây giờ Nhi sẽ ăn một trái. Để Nhi sẽ ăn một trái chanh. Hai trái đi em. Vậy thôi em ăn chị luôn được không? Thôi. Chị cũng là chanh. Ăn một trái bị nỉển nó. Em cột hai. Vậy sao không cột sợ em cột hai phần chị? Không, nhưng mà bây giờ nếu mà chị nói một trái bị nỉển thì em cắt làm đôi. Hai miếng hai bên. Thôi vậy. Đều rồi. Đều đầu lại nữa. Em ăn hai trái đi. Ngon lắm. Chắc ngon à. Đó. Biết. Không buồn được á, không buồn được. Thô mà vui á. Không, tại vì mình vui là tại vì đây mình kết hợp đi. Mặc dù mình thua nhưng mà mình làm được kết hợp đi. Cục slam đẹp hơn. Em làm được cục slam đẹp hơn chị nè. Cục của chị cứng ngắc luôn, em kéo không được cục của chị luôn. Chị làm đẹp gì thì bị ăn nhớ là trời chị, tên đó nhỉ. Trời ơi, bà mới tới rồi bà sân si quá. Khổ lắm. Bà phải thắng cho được luôn á. À, thì bây giờ là mình
tại vì tuổi trẻ thì tài cao cho nên là mình sẽ dắt, tại vì bây giờ mình đưa nó ăn hai miếng chanh thì đâu biết được là có ăn hay không đúng không các bạn, thì bây giờ mình sẽ dắt nửa miếng này vào họng của bé này luôn. Ok. Yeah. Sợ mà thiệt luôn, sợ mà thật sự luôn. Có thể nào nhân cơ hội tha nhau được không? Tha nhau ca. Thôi hả em. Ừ hay hay. Bây giờ em muốn chết tức tuổi hay là chết từ từ? Chết từ từ. Ok, chết từ từ đúng không? Anh Hồng. À hả? Trời ơi, như khá đất mòn vậy. Như khá đất mòn. Ngứa là à. Ngứa là nha. Từ từ đúng không? Trời. Còn hả Hồng là à. Tại vì em nói em chết từ từ cho nên em chậm đúng không? Theo kiểu mà từng giọt đó. Đi nói mấy bạn còn nhiều lắm. Vừng chưa hết nữa trả chanh. Ok. Lẹ đi em ơi, trời mất thời gian chị còn nhiều công việc chị. Ra thì đi, còn thấy đồng hồ chị là đồng hồ tàn hình em hiểu không? Trời ơi trời, sợ mà gọi lắm luôn. Nước cao lên, nước cao lên, thôi thôi nó lại nhảy vào cổ em. Ghê quá. Chưa không? Chưa không? Thử miếng thì là biết nó chung. Ờ chị win nên sao chị thử được em. Chán hoài. Chán quá à. Ôi. Giống là đi không có gì vui nha. Rồi ok, cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết video này. Và nếu các bạn thích video này thì đừng quên like, share, subscribe để nhận được tiếp tôi nhiều video mới hơn nữa nha. Và quên nữa, cái link Instagram của cái bà mà dặn nặng chanh vô trong cái họng Nhi á, Nhi có để ở dưới, các bạn nhớ vô ấn follow nha. Còn bây giờ thì bye bye.